Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Đại Canh đây. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài 6 trong khóa học từ học lập trình Python nha. Thì trong video trước thì mình đã chỉ cho các bạn về cách những cái kiểu dữ liệu là gì, những kiểu dữ liệu phổ biến nhất và cách phân biệt nó, như là những kiểu dữ liệu int, float, string hoặc là boolean. Vậy hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sâu về từng kiểu dữ liệu. Đó chính là kiểu dữ liệu string. Bây giờ không cho chơi gì nữa, giờ bắt đầu nào. Thì các bạn đã biết kiểu dữ liệu string là kiểu dữ liệu nào rồi. Thì kiểu dữ liệu string bao gồm những cái tập hợp những ký tự, hầu như là tất cả ký tự như là ABC, cỡ kẻ 1, 2, 3 hoặc là những cái ký tự, cái emoji khác. Thì chúng ta sẽ học về những cái đặc điểm chung và đặc điểm đặc biệt của cái kiểu dữ liệu đó. Thì mỗi kiểu dữ liệu đều có những đặc điểm chung mà, đúng không? Đầu tiên, chúng ta sẽ phải tạo ra một cái biến. Chúng ta ghi hello vào. Chúng ta tìm ra cách nha. Và chúng ta ghi bơ bằng word. Giờ chúng ta sẽ ghi một cái dấu lệnh string. Chúng ta ghi miếng a trước nha. Thì các bạn đoán kết quả sẽ là gì? Đúng, kết quả nó sẽ là hello, bởi vì nó nói là print a, cái nghĩa là in là cái biến a mà chúng ta để cài đây. Biến a mà biến a có giá trị là hello với dấu cách ở cuối, nên là nó sẽ in là chữ hello. Giờ chúng ta in ra chữ print bơ, thì nó sẽ in lại biến bơ với cái giá trị là word. Như vậy, về chúng ta sẽ tưởng tượng ra sao khi mà chúng ta dùng cái phép tấn cộng vô hai cái biến đó, thì kết quả nó sẽ là một cái kết quả bạn hơi kinh ngạc, nó chính là hello world. Thì các bạn sẽ thử vài lần và các bạn sẽ biết được rằng cái cách mình nói là hello world là nó không phải là cộng hai cái đấy vô lại, mình nó ghép hai cái biến nó vô lại. Nghĩa là nó sẽ ghép hai cái giá trị dạng string hello world, nó sẽ ghép hai cái vô lại. Thì đúng là chúng ta sẽ suy được rằng cái chuỗi khi chúng ta cộng một cái chuỗi string với một cái chuỗi string khác thì nó sẽ ghép lại thay vì khi việc cộng. Thì đây chúng ta sẽ trả thêm một cái nữa, đó chính là sir, là bằng hello. Chúng ta ghi ra chữ my với cho cách nữa, thì chúng ta sẽ cộng sir a cộng sir cộng bơ. Khi chạy nó sẽ ghi là hello my world. Thì chúng ta sẽ biết được rằng ta cộng a là hello, tiếp theo nó cộng sơ, nó sơ có chữ my là nó chỉ thành hello my, và bơ nó là world, nó sẽ cộng lại thành hello my world. Như vậy đó. Vậy các bạn lưu ý rằng không phải là cái dấu cách ở giữa phân biệt giữa mấy cái từ đó có nha, mà là mình thêm vào cho mấy cái biến. Cho nên chúng ta mà bỏ dấu cách này đi ấy và chạy thì nó sẽ gắn riêng lại với nhau luôn, không có cái dấu cách nào. Chúng ta có thể thêm dấu cách như là như dấu cộng đây và tạo ra một cái dòng string nữa, nhưng mà nó không có gì hết ngoài trừ cái khoảng trống đó là dấu cách đấy. Khi khi chạy nó vẫn sẽ ra hello my world, hoặc chúng ta có thể tạo ra lại mấy cái dấu khoảng cách ở giữa biến a và biến sơ. Nhưng đổi lại thì biến a với biến sơ sẽ có lưu cái dấu cách đó. Như vậy thì giờ chúng ta sẽ tới cái đặc điểm tiếp theo, đó chính là nhân. Thì chúng ta xóa cái biến sơ đi, rồi chúng ta ghi a cộng b nha. Giờ chúng ta sẽ đặt b là số 4, chúng ta ghi đổi lại a cộng b thành a nhân b. Khi nhân lại thì các bạn biết cơ bản sẽ ra sao, thì cơ bản nó sẽ là hello 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 và hello. Nó là hệ thống nó sẽ lặp lại bốn lần cái chữ hello đó của biến a. Thì lúc đó chúng ta sẽ nhận ra được rằng nó đọc lại bốn lần để gấp đôi bốn lần,
mẹ cái biến bơ chúng ta nhân vô cho dòng chữ hello ấy là số 4, nên lúc đó chúng ta sẽ suy ra được rằng một khi mà chúng ta nhân một cái lấy một cái chuỗi dạng string nhân với cái số dạng int thì nó sẽ lập hệ thống, nó sẽ đọc lặp lại cái chuỗi string đó dựa vào số lần mà nó có trong giá trị int này. Thì liệu giống như chúng ta đặt số 2 đi, nó chạy, nó chỉ ghi hello hello, và khi chúng ta đặt một thì nó nhân một thôi, nên nó chỉ ra một chữ hello. Còn nếu chúng ta đặt không, đây nó sẽ không ra gì hết. Hay chúng ta đặt ông 1, ông 2, ông 1, 2, 3, ông 1, 3, 4 thì nó sẽ cũng không ra gì. Nên chúng ta phải lưu ý rằng một khi chúng ta nhân với những số, những cái con số nào nhỏ hơn 1 là số 0 trở xuống, như 0, ông 1, ông 2, ông 3 trở xuống thì nó sẽ không ra gì hết. Có nghĩa là chỉ có những cái số cự tự nhiên thì nó mới nhân vô thì nó mới ra thôi. Nghĩa là số n ấy, trục tập hợp n trong lớp 6 chúng ta đã học. Và đây, và đó là hai cái phép tính mà chúng ta đã biết được. Thì trong string nó còn nhiều cái đặc điểm khác, nên chúng ta sẽ nói những cái đặc điểm cơ bản nhất về dạng string. Giờ chúng ta sẽ có một cái đặc điểm khác đặc biệt đối với dạng string này, đó chính là nó có một cái danh sách, và các bạn hình dung nó như là một cái danh sách đi. Và cái biến a đó có chữ hello đúng không? Thì cái hello đó các bạn tưởng tượng nó sẽ được chia làm nhiều phần, nghĩa là từng ký tự là chữ h i l l a với dấu cách, và nó sẽ được đổi vào một cái thùng, và cái thùng đó nó sẽ được ghi tên là a, đúng như cái tên biến đó. Và một khi chúng ta ghi là in ra, chúng ta muốn lấy ra một cái ký tự nào đó thì chúng ta sẽ ghi số thứ tự của ký tự đó. Giống như số 2 thì nó sẽ ra chữ L ở chỗ ở trong cái giá trị hello 1012 H I L tới chữ L đó. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành nó trên Python luôn. Đầu tiên chúng ta ghi A, in là A. Rồi chúng ta thêm một sau ở bên sau chữ A thì chúng ta sẽ thêm một cái dấu dấu ngặt, ngặt vuông. Chúng ta ghi số 1 đi, chúng ta chạy và các bạn thấy nó sẽ ra chữ y. Và các bạn thắc mắc rằng các bạn sẽ nhìn kỹ và các bạn sẽ biết được rằng cái chữ y ấy là nó có trong cái biến a, mà đây là của biến a rồi, bên phải là số 1, nghĩa là nó đã hệ thống nó đã cho ra cái ký tự y trong cái chữ hello này của biến a ở thứ tự thứ nhất. Mà chúng ta mà hầu như là gần như là những người mới lập trình ấy sẽ thắc mắc rằng tại sao nó lại ở số thứ tự 1 chúng ta ghi à, mà nó lại ra số y ở chỗ số thứ tự thứ hai. Thì mình sẽ giải thích. Thì một cái danh sách trong Python ấy nó sẽ khác với những gì mà chúng ta biết ở ngoài đời thực. Nó số đầu vị trí đầu tiên của nó thì ở số thứ tự thứ không, còn vị trí thứ hai ấy, nó ở vị trí thứ hai trở lên như là 2, 3, 4, 5 và vân vân, ta sẽ thành 1, 2, 3, 4 và vân vân. Nhưng ra ghi số 0 mà. Thì khi chạy thì nó sẽ ra chữ hơi in hoa, nghĩa là cái ký tự đầu tiên của cái chữ hello trong biến A. Thì chữ ký tự hơi đó đó ở vị trí thứ nhất, nhưng số đối tượng nó sẽ ra số 0. Nên chúng ta lưu ý nha, nó sẽ như là chữ 1 ấy. Nó là cách giờ nhắc được mà chúng ta có thể nhớ được. Khi nó ghi năm nó chỉ ghi dấu cách, không phải là vì nó không có tìm thấy cái gì hết nên nó ghi dấu cách nha, là do chúng ta đã thêm dấu cách trong này nha. Còn nếu chúng ta ghi số 6 trở lên như số 7 ấy, mà trong này nó chỉ có 6 ký tự chúng ta chạy thì nó sẽ ghi lỗi, bởi vì cái dòng string này nó để nó không có đủ đủ số lượng ký tự, bởi vì nó có 6 ký tự mà nó ghi số 7, số thứ tự 7, nghĩa là nó ở vị trí thứ 8. Đây có vị trí cuối cùng là số 6, ở số thứ tự là 5 thôi. Các bạn lưu ý nha. Và nếu chúng ta ghi âm 1 ấy thì
các bạn sẽ biết gì sẽ xảy ra. Hầu như ai sẽ nghĩ rằng khi số đó nó sẽ không ra, nhưng thực là nó lại là như thế này. Chúng ta ghi âm 2, các bạn thì thấy nó ghi chữ O, và chúng ta thấy chữ O là vị trí thứ hai ở cuối hàng từ, điểm từ phải sang trái, cho phải trái sang phải nữa. Vậy chúng ta thử nha, âm 4 chạy vào, nó sẽ ghi ra chữ L. Hẹn chúng ta ghi số 6 đi cho nó dở. Nó sẽ ra chữ H là ký từ đầu tiên của kia dòng hello của biên A, trong biên A. Thì lúc đó chúng ta sẽ biết được rằng cái như một khi chúng ta ghi số âm vô thì nó sẽ chọn kia vị trí của số đó, nhưng nó điếm từ phải sang trái chứ không phải là trái sang phải nữa. Và nếu mà số đó từ âm 1 ấy thì nó chỉ chọn số cuối cùng là số 6, vị trí số 6 à, dấu cách này. Chúng ta ghi âm 2, nó sẽ ra chữ O là ở vị trí thứ hai, điếm từ phải sang trái như vậy đó. Là chúng ta đã biết được thêm một đặc điểm của dàn string nữa. Chúng ta còn có thêm một cái đặc điểm của dàn string này, ví dụ như là một sau đó chúng ta ghi thêm dấu chấm hai chấm này, chúng ta chạy, nó sẽ ghi là hello, nó mất chữ H, là chúng ta sẽ biết rõ ràng cái số 1 này ấy là giống như là khi ghi dấu chấm hai chấm này đấy thì nó sẽ in ra tất cả các ký tự, nhưng không, nó mất chữ H. Khi chúng ta ghi số 0 lại, chúng ta sẽ thấy hello, thì chúng ta bỏ số 0, chúng ta ghi hai chấm thôi, nó cũng ra hello. Nên chúng ta sẽ biết được, chúng ta ghi thêm số 4 đi, nghĩa là 0, 1, 2, 3, đây, thì số 4 đây. Đây, chúng ta thấy nó chỉ mỗi chữ O nữa thôi, nên lúc đó chúng ta sẽ xảy ra được đây. Nó sẽ có một cái đặc điểm khác là khi chúng ta đỡ cái dấu hai chấm này ở trong cái ngoặc vuông này thì nó sẽ tính luôn kể cái dòng đó. Và khi chúng ta ghi một cái số này đó ở bên trái thì giống như vị trí thứ nhất là vị trí thứ hai của chữ Y à, thì nó sẽ tính đọc hết tất cả các ký tự trong dòng đó, nhưng chỉ sau số thứ tự thứ nhất là số thứ tự thứ hai, ba trở lên. Và đây hello như vậy đó. Và chúng ta có thể chọn ra một cái khác, một cái kiểu vị trí mặc định, giống như số 0 đi là chữ H, và tới số 4 là chữ L. Và chúng ta thấy chữ heo đây, 1 0 1 2 3 4 như vậy đó. Thì nó sẽ chọn ra một cái số ở bên trái, vị trí số trái bên nhất, và nó sẽ đọc cho đến số ký tự mà có số thứ tự là số 4. Thì chúng ta đã biết thêm một đặc điểm của dạng string này rồi. Chúng ta có thêm một dạng khác giống như là in là nếu mà a in đây, chúng ta ghi chữ gì là e, chữ y ơi, in a, chúng ta ghi nó sẽ ra chữ true, có nghĩa là nó sẽ kiểm tra coi thử cái chữ trong chữ string y này nó có trong chuỗi ký tự hello của biến a không. Như vậy á, thì còn nếu chúng ta chọn một cái chữ giống như hello cũng ghi hết thì nó vẫn ra true, nhưng nếu chúng ta ghi chữ ghi bị sai đi, giống như hello đây, nó sẽ ghi false, bởi vì trong này nó không, trong kia chữ a này nó không có chữ chữ y, mà chữ y nó gắn với đây nên nó sẽ không tính. Như vậy đó, đây là cái lệnh này nó sẽ kiểm tra coi thử một cái lệnh, coi thử một cái dòng nào đó nó có trong cái dòng chuỗi ký tự hello này không. Như vậy, và đó là tất cả những cái đặc điểm mà cơ bản nhất mà chúng ta có thể biết từ cái kiểu dữ liệu Python. Thì nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn nhớ nhấn like, share, subscribe, và hoặc là nhớ nhấn chuông đăng ký để mình có thể nhận được nhiều video mới từ mình, để mình có thêm động lực để mình làm thêm nha.
Bây giờ xin chào các bạn và bye bye. Video sau thì mình sẽ chỉ cho các bạn thêm nhiều thứ đặc điểm khác của Key Python nhưng phức tạp. Xin chào và tạm biệt.